Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Mỹ nhân đẹp nhất Philippines số hưởng, chồng hai con thương hết lòng. Tuy sinh ra và lớn lên trong gia đình không hạnh phúc, nhưng Marian Rivera giờ đây được khán giả ngưỡng mộ khi được các con và ông xã yêu thương, cưng như trứng mỏng. Cô không chỉ đẹp mà còn viên mãn nhất nhì Philippines. Marian Rivera là sao nữ sở hữu cộng đồng người hâm mộ siêu to khổng lồ, vang danh khắp Đông Nam Á. Tên tuổi của người đẹp sinh năm 1984 để lại dấu ấn đậm sâu trong lòng khán giả Việt qua loạt phim như Vũ Điệu Hoang Dã, Chuyện Tình Nàng Tiên Cá. Bên cạnh sự nghiệp nghệ thuật rực rỡ, mỹ nhân đẹp nhất Philippines còn khiến dân tình ngưỡng mộ khi sở hữu gia đình hạnh phúc, được chồng con yêu thương. Marian Rivera là mỹ nhân viên mãn về cả sự nghiệp, hạnh phúc gia đình. Sau khi yên bề gia thất, Marian Rivera nhanh chóng cùng ông xã vun vén tổ ấm với hai nhóc tỳ đủ nếp đủ tẻ. Mới đây, mỹ nhân đẹp nhất Philippines khiến dân tình quắn quéo khi đăng tải loạt khoảnh khắc với hai con trên trang cá nhân. Cụ thể, những bức ảnh Marian Rivera chụp cùng con gái bé Sia nhận được sự quan tâm của người dùng mạng. Marian Rivera khiến dân tình thích thú khi đăng tải loạt khoảnh khắc ngọt ngào với hai trái ngọt. Mỹ nhân đẹp nhất Philippines và con gái bày tỏ tình cảm ngọt ngào dành cho nhau. Mỹ nhân Philippines Marian Rivera là giám khảo chấm kim duyên tại Miss Universe 2021. Đông đảo khán giả nhận xét bé Sia càng lớn càng xinh đẹp và được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những mỹ nhân của làng giải trí xứ sở nghìn đảo trong tương lai. Mới 7 tuổi nhưng cô bé thể hiện bản thân là con nhà nòi khi tạo dáng trước ống kính chuyên nghiệp, thu hút chẳng kém gì đấng sinh thành nổi tiếng. Khoảnh khắc đầy tình cảm của mẹ con Marian Rivera khiến dân tình mê đắm. Đáng chú ý, không ít lần bé Sia và người mẹ đẹp nhất Philippines thể hiện tình mẫu tử ngọt ngào bằng cử chỉ chạm môi trước công chúng. Hành động này từng dấy lên nhiều ý kiến trái chiều trong mắt công chúng. Bé Sia càng lớn càng xinh, giận dị trước ống kính bên người mẹ nổi tiếng. Hai mẹ con sao nữ sinh năm 1984 khóa môi nhau khiến dân tình mê đắm. Tuy nhiên, cũng nhiều khán giả khuyên Marian không nên đăng tải khoảnh khắc khóa môi con lên mạng xã hội vì bé đã lớn. Marian Rivera và con gái khiến khán giả ngưỡng mộ bởi tình cảm gần gũi đầy yêu thương. Cũng trong video mới nhất, khoảnh khắc quý tử Gingy làm nũng rút vào người mẹ được Marian Rivera đăng tải nhận được sự chú ý của người dùng mạng. Cử chỉ ngọt ngào của con trai khiến mỹ nhân đẹp nhất Philippines không giấu được sự thích thú xen lẫn hạnh phúc. Đặc biệt diện mạo của Gigi ở tuổi lên 3 được khán giả nhận xét đẹp chuẩn soái ca mầm non. Gương mặt với những đường nét khôi ngô, lông mi cong dài của cậu bé thu hút ánh nhìn của bao người. Quý tử Gingy bày tỏ tình cảm cho mẹ nhiệt tình chẳng kém chị Sia. Cậu bé rút vào người mẹ và liên tục làm nũng khiến mỹ nhân đẹp nhất Philippines không giấu được sự hạnh phúc. Visual sắc nét của quý tử nhà Marian Rivera ở tuổi lên 3 khi e ấp bên mẹ. Mỹ nhân đẹp nhất Philippines càng khiến dân tình ngưỡng mộ hơn khi được ông xã, nam diễn viên Điên Đơn Dante yêu thương. Tuy đã kết hôn nhiều năm nhưng tình cảm vợ chồng cặp đôi diễn viên vẫn hạnh phúc như thuở mới yêu. Hai người thường xuyên bị người hâm mộ bắt gặp dính như sam, bày tỏ tình cảm giữa chốn đông người. Mới đây người đẹp tiết lộ điều ước Giáng sinh năm nay là được mang thai em bé thứ ba. Mỹ nhân đẹp nhất Philippines và ông xã Điên Đơn Dante luôn ngọt ngào như thuở mới yêu. Cặp vợ chồng diễn viên gặp gỡ người thân khi ngày Giáng sinh sắp đến. Cặp đôi đình đám đang có kế hoạch sinh con thứ ba. Vợ chồng Marian Rivera đồng lòng trong việc giáo dục con cái. Hai người con đẹp như thiên thần của cặp diễn viên không ít lần khiến dân mạng mê đắm bởi sự ngoan ngoãn lễ phép với người lớn. Gần đây, Sia và Gingy nhận được sự khen ngợi của đông đảo khán giả khi cùng mẹ tổ chức sinh nhật cho người giúp việc. Hai trái ngọt của vợ chồng mỹ nhân đẹp nhất Philippines dù tuổi nhỏ nhưng đã kiếm được số tiền lớn nhờ việc hoạt động nghệ thuật. Vợ chồng mỹ nhân đẹp nhất Philippines nuôi dạy hai con lễ phép và ngoan ngoãn với người lớn. Cô bé Sia bày tỏ tình cảm với mẹ bằng nhiều món quà dễ thương. Sia và Gingy cùng mẹ tổ chức sinh nhật cho người giúp việc. Khoảnh khắc đời thường hạnh phúc của ba mẹ con mỹ nhân đẹp nhất Philippines. Có thể thấy Marian Rivera là người phụ nữ may mắn của làng giải trí Philippines khi viên mãn về cả sự nghiệp hôn nhân. Đây chính là trái ngọt mỹ nhân đẹp nhất Philippines xứng đáng được nhận sau khi trải qua tuổi thơ không mấy hạnh phúc khi cha mẹ sớm ly hôn. Còn bạn nghĩ sao về cuộc sống của mỹ nhân đẹp nhất xứ sở nghìn đảo? Hãy chia sẻ với chúng tôi ngay nhé! Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.